trường phổ thông trung học Nguyễn Trung Trực nằm ở trên đường Lê Đức Thọ thuộc quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Cố linh mục hiệu trưởng Như Xe Vũ Ngọc Tấn là nguyên sáng lập của trường. Ngài sinh năm 1919 ở tại Xuân Trường thuộc tỉnh Nam Định. Cha đã kiến thiết và làm hiệu trưởng trường tiểu học mang tên là Thánh Vinh Sơn Liêm với niên khóa đầu tiên vào năm 1957-1958. 3 năm sau nâng thêm bậc trung học từ lớp đệ nhất tức là lớp 6 thời đó cho đến lớp đệ tứ tức là lớp 9 bây giờ. Ngày nay trường càng mở mang hơn từ đổi thành trường cấp 1 Lê Văn Tám rồi đến trường tiểu học Lê Hoàn hiện tại. Vẫn tiếp nối việc quảng bá giáo dục và đầu năm 1967 lần nữa cha lại xây dựng trên Thảo Điền Gia Viên một ngôi trường trung học 4 tầng khang trang cùng mang tên là Thánh Vinh Sơn Liêm với niên học mới là 1968 1969 từ lớp 6 cho đến lớp 12. Cuối năm 1972 do hoàn cảnh khách quan, chức vụ hiệu trưởng được trao cho cha Di Nguyễn Hữu Vịnh cùng đảm nhiệm bởi các sư huynh dòng Thánh Tâm Huế. Sau tháng 4 năm 1975, cha cố Du Xe Vũ Ngọc Tấn ngài về nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu tại gia kiệm ở Đồng Nai trường trung học Vinh Sơn Liêm được đổi thành trường cấp 3 phổ thông trung học Nguyễn Trung Trực cho đến nay. Trẻ đã ly trần vào ngày 19 tháng 11 năm 1987 tại giáo sứ Hoàng Mai, ngày hưởng thọ 68 tuổi. Trường được cha cố Du Xe Vũ Ngọc Tấn là cha sở tiên khởi của giáo sứ Hoàng Mai xây dựng từ năm 1954, mang tên là Thánh Vinh Sơn Liêm với bức tượng Thánh Sừng Sững Oai Nghi đứng ở giữa sân trường. Sau năm 1975, trường bị đổi tên thành Nguyễn Trung Trực. Có một điều lạ là dưới chân Thánh Vinh Sơn Liêm luôn có bình hoa tươi và vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay. Điều lạ thứ hai đó là ai cũng nghe rằng người hiệu trưởng lúc ấy là bà Nguyễn Thị Lan muốn hạ bệ bức tượng Thánh Vinh Sơn Liêm đã gặp cha sứ Hoàng Mai là cha Vinh Sơn Lê Minh Vọng để mà trao đổi. Sau khi thỏa thuận với bà Lan thì cha ấy ngã bệnh nặng. Bà Lan đã nhiều lần cho máy cày, máy búa vào cậu vào phá cũng như là đập tượng thánh nhưng không sao phá được bức tượng nhỏ bé yếu ớt so với sức cầu sức phá của xe cơ giới và ngay cả dòng chữ vinh sơn liêm mong manh trước cổng trường họ cũng không tài nào phá nổi nên vẫn còn đó tấm bảng tôn nguyễn trung trực che ốp ở bên ngoài với bức tượng thánh vinh sơn liêm vẫn oai nghi hiện hữu cùng mọi thế hệ con cháu gốc rau muống sau mới Thực chất trong cuộc sống còn rất nhiều điều mà trí khôn của con người không thể nào giải thích được. Bởi lẽ niềm tin của người công giáo luôn phó thác và tín thác vào các vị thánh cũng như các ngài đã về bên Chúa. Nguyện xin Thánh Vinh Sơn Liêm luôn che chở cho các em học sinh cũng như là ban ơn cho các em càng ngày càng giỏi và ngoan hơn nữa. trung tâm Pew, cơ quan chuyên nghiên cứu về các vấn đề xã hội tôn giáo và ý kiến công cộng có trụ sở tại washington dc vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu mới nhất của họ cho thấy là người dân mỹ trong thực tế là những người sốt sắng tham gia vào các buổi lễ và sinh hoạt tôn giáo hơn hẳn những người dân của các nước dân chủ phương tây giàu có khác như là canada úc và các nước âu châu theo nghiên cứu này thì hơn một nửa số người Mỹ trưởng thành, tức là 55%, cho biết là họ vẫn cầu nguyện hàng ngày, so với 25% ở Canada, 18% ở Úc và 6% ở Anh. căn cứ trên các con số thống kê đưa ra, thói quen cầu nguyện hàng ngày của người Mỹ trong thực tế cũng giống như là dân chúng ở nhiều quốc gia nghèo, chậm phát triển như là Nam Phi, là 52%, Bangladesh là 57% và Bolivia ở Nam Mỹ là 56% so với các quốc gia giàu có hơn. Như thế thì Hoa Kỳ là nước duy nhất trong số 102 quốc gia được Pew khảo sát có số dân chúng vừa giàu có vừa cầu nguyện thường xuyên cao hơn mức trung bình trên thế giới. Ở mỗi nước được khảo sát khác với tổng sản lượng quốc gia hơn là 30.000 đô la Mỹ cho mỗi đồng người, chỉ có ít hơn 40% người trưởng thành nói rằng họ cầu nguyện mỗi ngày. Khuyên hướng sùng đạo hơn của người Mỹ so với nhiều nước Tây phương khác đã thu hút các nhà khoa học xã hội. Một lập luận phổ biến trong số những nhà xã hội học đương đại là sự tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ đã cho phép các tôn giáo được tự do truyền đạo mà không có sự can thiệp của chính quyền, tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận gần gũi để mà tìm hiểu sâu sắc hơn về tôn giáo. Một số những nhà xã hội học khác gần đây cho rằng có mối tương quan giữa mức thu nhập của người Mỹ với việc sùng đạo của họ theo những khoa học gia này, thì càng những người có thu nhập thấp thì càng xuất sắng cầu nguyện hơn những người có thu nhập cao. Những khám phá từ cuộc khảo sát của Peel cho thấy một thực tế trong đời sống tâm linh của người Mỹ không giống như là nhận xét của những khoa học gia nói trên. Và năm 1966, tạp chí Time đã nổi tiếng với cuộc khảo sát liệu là Hoa Kỳ có đang trở nên thế tục hóa hay không. Khi tạp chí này đăng câu hỏi là Chúa đã chết rồi sao ngay trên trang bìa. Tuy nhiên câu hỏi này đã bị cho là quá hấp tấp. Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia duy tâm mạnh mẽ và có nhiều người mộ đạo nhất trong tổng số các nước dân chủ phương Tây giàu có nhất thế giới. Thế thì tại Việt Nam thì sao? Cuộc khảo sát cho thấy Việt Nam nằm ở gần chót của cả hai nước thang thu nhập tổng sản phẩm quốc nội đó là 5.000 đô một năm cho mỗi đầu người và tỷ lệ người trưởng thành với thói quen cầu nguyện hàng ngày ở mức khoảng 14%. So với Trung Quốc đó là 14.000 đô là tỷ lệ 1%. Ở Vương quốc Anh là 41.000 đô và 6%. Ở Thụy Điển là 58.000 đô và 7%. Afghanistan ở mức nghèo nhất nhì thế giới 2.000 đô nhưng lại là một dân tộc sùng đạo nhất với khoảng 96% người cầu nguyện hàng ngày. trong thánh lễ cử hành tại Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã suy niệm về đoạn tin mừng thanh tẩy đền thờ và mời gọi mọi người suy nghĩ về lòng nhiệt thành và sự tôn trọng chúng ta dành cho những thánh đường của chúng ta ngày nay. Đặc biệt là những vị linh mục đang được đặc quyền phân phát bí tích cho những người tín hữu. Các nhà thờ là nhà của Thiên Chúa chứ không phải là cách chợ hoặc là những triển lãm mang tính xã hội và đầy áp tinh thần thế gian khởi đi từ bản văn tin mừng theo Thánh Gioan chương 2 từ câu 13 cho đến câu 22. Đức Thánh Cha Francisco ngài giải thích động cơ phía sau hành động mạnh mẽ của Chúa Giêsu khi người đuổi những con buôn ra khỏi đền thờ. Con Thiên Chúa được thúc đẩy tình yêu lòng nhiệt thành đối với nhà cha vốn đã bị biến thành cái chợ. Những ngẫu tượng nô lệ hóa bước vào đền thờ nơi mà người ta bán bò, bán cừu, bán bồ câu, cho đến sự xuất hiện của những kẻ đổi tiền. Chúa Giêsu biết rằng nơi này đã trở thành nơi cư ngụ của những ngẫu tượng, những con người sẵn sàng phục vụ cho tiền bạc hơn là cho Thiên Chúa. Đằng sau tiền của đó là ngẫu tượng, những thứ ngẫu tượng luôn luôn bằng vàng và đó là những ngẫu tượng nô lệ hóa. Điều này khiến cho ta chú ý và suy nghĩ về cách ta hành xử với những đền thờ, những thánh đường của chúng ta. Liệu đó có thực sự là nhà của Thiên Chúa, nhà của cầu nguyện để gặp gỡ Thiên Chúa và liệu các tư tế đền thờ có khuyến khích điều đó hay không? Và liệu nhà thờ có giống cái chợ hay không? Tôi không biết đôi khi tôi thấy không phải ở Roma này nhưng ở một nơi khác tôi thấy bảng giá những người ta trả giá cho các bí tích như thế nào. Không, đó là một sự dâng cúng mà. Nhưng liệu họ có muốn dâng cúng không hay là họ phải làm điều đó hay là người ta đặt nó trong các hòm dân cúng trong bí mật và không ai nhìn thấy nó có bao nhiêu cũng vậy cũng có nguy cơ này trong thời đại ngày nay nhưng chúng ta phải bảo trì nhà thờ đúng thế thực sự là thế các tín hữu phải bảo trì nó nhưng trong các hòm dân cúng đừng đi kèm với bảng giá của nó các nhà thờ không phải trở thành cái chợ hãy đề phòng và chống lại những cám dỗ của tinh thần thế tục chúng ta thử nghĩ về một vài buổi đại lễ cửa hành bí tích nào đó hoặc là những cuộc tưởng niệm nơi bạn đến và thấy bạn có biết rằng liệu là nhà thiên chúa là nơi thờ phượng hay là nơi triển lãm mang tính xã hội một vài buổi đại lễ bắt đầu chìm vào tinh thần thế gian đến đây một điều đáng suy nghĩ là những bảng giá bằng ân nhân ở trong nước vẫn diễn ra hàng ngày nơi xứ đạo này xứ đạo kia đền thờ của con tim trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Ngài cho thấy rõ ràng là con tim của mỗi người chúng ta là một đền thờ, là đền thờ của Thiên Chúa, cũng như là trong việc nhận biết rằng chúng ta đều là những tội nhân thì mỗi người cũng cần tự hỏi là con tim của mình để thẩm định xem là liệu là nó có đang theo tinh thần thế gian và tôn thần ngẫu tượng hay là không. Tôi không hỏi lỗi của bạn hay tội của tôi là gì, tôi chỉ hỏi liệu là trong tâm hồn bạn có thứ thần tượng nào hay không liệu là có ông thần tiền không bởi khi đó có tội lỗi và cũng có thiên chúa đấng giàu lòng thương xót đấng sẽ tha thứ nếu như bạn đến với ngài nhưng nếu có một ông thần khác ông thần tiền bạn là một người thần ngẫu tượng nghĩa là kẻ hư hoại chưa phải là một tội nhân nhưng đang sai lạc tâm điểm của việc sai lạc này chính là thần ngẫu tượng đó chính là bã bán linh hồn của mình cho thần tiền cho thần tài và đó chính là tôn thờ ngẫu tượng